Bây giờ mày làm sao? Hả? Bây giờ tao hỏi là mày có trả cho tao 20 triệu hay không? Tao. Cái gì? Ngu ngu của tao hả? Cái gì vậy? Cái gì hả mày? Hả mày? Giờ có trả không? Được rồi, chú ơi. Chú ơi hả mày? À đây chuyện đâu cùng đó. Chưa có máu. Mày mày hả mày? Hả? Nè. Mày vô quán người ta mày quậy gì vậy hả? Mày giang hồ. Giang hồ đâu ra vậy mày? Ông già. Nãy giờ tôi không quýnh ông là tôi sợ ông chết nghe chưa? Ông già hả mày? Hả hả hả? Tao ghét ai kêu tao ông già đó nha mày. Quýnh hả? Quýnh nè, quýnh đi. Khoan. Nhức đầu rồi. Nhức đầu rồi. Nha, mày liệu hồn mày nha. Tại bây giờ có ổng á nên tao tha cho mày đó. Nhớ chưa mày? Ngày mai tao qua mà không có tiền trả cho tao á là coi chừng cái mạng của mày đó. Ăn dọa hả mày? Trời đất ơi. Dạ hả? Tôi mới vừa thấy ông bên đây mà. Tao bay qua đây đó, tao là Spider-Man. Nhớ nghe cho mày. Hả mày bậy? Biến chưa bậy? Biến đi. Gặp tao là chết rồi. Ê ê ê, quay trở lại mày. Bung giờ anh kéo nó lại. Hay quá hả? Ê, tao làm chơi mà mày cũng ve lại thiệt hả? Tôi tưởng kia tôi vô là trả tiền cho nó. Trả. Qua đi về đi. Trả hả mày? Nhớ nha mày. Tu. Gì vậy chú hai? Chết rồi con ơi, chết rồi. Trời ơi, sắp có một trận chiến long trời lở đất xảy ra trong cái quán của mình. Trời ơi, nơi đây sẽ thành binh địa con ơi. Thôi chết rồi. Trời ơi. Mà lý do tại sao lại vậy? Con nhớ cái thằng hồi sáng mà mình đánh nó không? Thằng giang hồ. Bây giờ nó đã quay trở lại. Chú ơi, bây giờ phải làm sao, trốn, chú? Trốn đi con ơi, trốn đi. Tới, chú cho mày nhanh lên. Tới. Hải đâu? Tôi không phải vợ anh Hải. Tôi là khách uống cà phê. Chào chị. Ê, mà khoan đã. Uống cà phê đem vali theo làm gì? Uống cà phê đem vali theo làm chi? Sẵn lát đi du lịch. Tôi biết chị là ai rồi. Chị là Dung, búp bê bị hư. Trời ơi, cái nickname này chỉ có mình chồng tôi mới biết. Mà giờ anh biết luôn, anh điều tra kỹ dữ vậy hả? Mà anh ơi, không mấy thôi giờ vậy nè. Anh thấy cái quán cà phê này không? Đẹp không? Tôi thế chấp cho anh đó. Tôi là chủ cái quán này. Anh cứ vô anh sở hữu quán này đi đó. Anh vô trong quầy này anh đếm tiền đi nha. Cái gì? Chủ quán à? Đứng lại. Bà chỉ là cái người mướn phòng trọ ở đây thôi. Tôi biết hết đó. Vậy anh thấy cái phòng tôi ở đẹp không? Không ấy anh lên anh ở đi. Tôi không có giỡn với chị nha. Bây giờ chị có kêu thằng Hải ra cho tôi không? Không là tôi chặt đứt cánh tay chị bây giờ, tin không? Giờ sao? Muốn cái gì? Mày đừng quýnh gờ nữa được chú. Say chú quýnh gờ là con bị lông não rồi đó chú. Vậy sao mày còn dám quay lại? Mày dạy mày đâu? Mấy chục con, khai ra. Cả đời tao lấy hết gan dạ ra để bắt thằng giang hồ như mày nha. Gan lắm á. Gan quá, mày trở lại đây. Con không có đi một bài, con đi có mình con à. Với cái thằng kia kìa. Hải ơi, cứu tao Hải ơi. Tự nhiên mày chỉ chi vậy ông nậu? Hải, đừng có sợ. Nó nghe, đừng sợ nữa. Em nói này, cái này là chỉ là hiểu nhầm thôi. Hiểu lầm là sao? Làm cái gì? Còn có nghĩa là thằng này không phải là giang hồ, thằng này là bẹn con chú. Tại vì con vợ con nó cứ lấy cái tiền của nhà con rồi đi cho đi mượn hoài à. Ủa vậy á hả? Vậy đúng rồi. Hèn gì? Vậy là con đóng vai thằng giang hồ hả? Dạ, nãy giờ con đóng không mà chú ơi. Trời ơi, con sao mày đóng hay dữ dội vậy? Có đi học diễn viên không mà đóng hay quá vậy con? Trời ơi, tội nghiệp nó quá, làm bị đánh sái não luôn. Anh sao anh có thể đối xử với em như vậy được chứ? Biết là con có lòng tốt, con muốn giúp người ta đúng không? Nhưng mà giúp ở trong cái khả năng của mình thôi. Chứ vượt cái khả năng của mình á là gây ra nhiều cái rắc